Vâng, Cẩm Thạnh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Rất vui mừng cửa hàng này được quay trở lại với quý khách hàng trong clip test một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất vẫn là một cặp loa Canton Buri 15 và một chiếc âm ly Acophone E550, một chiếc đầu CD Acophone DP67. Và cửa hàng sẽ test một ca khúc để gửi tới quý khách hàng trong clip của buổi tối ngày hôm nay, để cho quý khách hàng có thể đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối nhé. Và clip trước cửa hàng cũng đã test một bản nhạc rất là chi tiết, và tại thời điểm này thì cửa hàng xin test tiếp một bản thứ hai qua hai ca khúc cho khác biệt, quý khách hàng có thể đánh giá và cảm nhận nhé. Đây là một chiếc đầu CD Acophone DP67 này. Vâng, cửa hàng cũng chỉ test một ca khúc thôi. Còn quốc Việt Nam ta bài sông vào hà sáng thu, vào đông sang xuân, sâu ôm lá đổ trên nguồn, lá đổ trên nguồn, tội tình ai bao tháng năm thù hận chứa mòn, ơi chàng chiến Việt Nam. Còn quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm, từ khi quốc kêu điêu tàn, thương người ở tận biên ngàn, thương người đi con quốc kêu vào hà năm nào.
vào trong xa xuân. Sâu ôm lá đổ trên nguồn, lá đổ trên nguồn. Tôi tình ai bao tháng năm thù hận chưa mòn. Ơi chàng chiến sĩ con quốc Việt Nam ta rằng bom nó đàn bay vào đêm vui trăng đưa người yêu tận biên trời. Nay người yêu con đi sâu núi ơi biển biển xa rồi. Thương đời con quốc lẻ loi thương đời chiến sĩ Việt Nam. Tâm Thanh Hạnh cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.